Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hacom Q&A số thứ 18, và bây giờ là 7 rưỡi tối ngày thứ bảy hàng tuần. Chúng mình vẫn sẽ là lên cái Hacom Q&A và các bạn thấy là em chào các bạn. À, xin chào các bạn. Và xin chào. Chúng mình đều ốm. Rồi cả hai chúng mình đều ốm hết. Thời tiết thay đổi nó ung thư da màu hết anh em ạ. Thế. Ung thư da màu. Rồi ok, thì hôm nay là Q&A 7 câu hỏi. 7 câu hỏi. Hôm nay có 7 câu hỏi. 7 câu hỏi vào 7 giờ 30 tối anh em nhớ nhé. Bây giờ 7. Đấy, thì anh em hôm nay cũng hỏi khá nhiều những thứ khá là linh tinh ấy. Hôm nay có bạn đầu tiên, các bạn là nghệ sĩ xã hội, bạn không phải nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú mà là nghệ sĩ xã hội. Bạn hỏi rất là dài nhưng mình tóm tắt là bạn ý muốn nâng cấp bộ máy của mình. Cũng là câu hỏi nhiều anh em, bây giờ nâng cấp thì nó cần quan tâm cái gì? Ví dụ anh em bao giờ bạn mình có được chip không? Đúng rồi, mình có được chip không? Mình cạc như nào ấy ạ? Thì nhưng mà anh em quên một cái chính là nguồn đúng không? Nguồn, vấn đề nhá, ví dụ chẳng như là nếu mà bạn đây đang muốn lên là 12400F với cả 3060 thì em thấy 650-600 là cũng đủ, ở mức đủ nhá, không phải là tốt để dùng nhá. Đấy, thì nếu mà muốn ngon thì anh em nên nâng cấp lên. Còn có những thứ khác, thứ nhất là phải suy nghĩ về vấn đề tản nhiệt này. Tại vì lên 12400F là một cái con cao hơn hẳn so với cả con i3. Đấy, và tiếp theo nghĩ là kích cỡ cây nữa. Những con cạc bây giờ nâng cấp lên to lắm. 3060 nhưng có những con vẫn có 3 fan mà. Nên là mình không biết là cái con Vita Poseidon R03 của bạn có đủ không, thì bạn cứ xem thử xem thế nào nhá. Bây giờ đa số là vừa, tại vì nếu mà các bạn không gắn thắt hoặc không gắn tản nước ở phía trước ấy, thì sẽ là vừa. Tại bây giờ thắt dây đa số từ cây nhỏ đều hỗ trợ vào tầm 35cm đổ lại. 35 thì vẫn gắn vừa tất cả những con cạc tầm 3060 mà vẫn gắn được. Nhưng còn tản nhiệt ấy, thì con 12400F có một cái bạn dùng bên gì nhỉ? Bạn có ghi được nhỉ? Chắc là bạn nâng cũng nâng lên B560. Nếu bạn lên B đi thì chúng mình thứ nhất chúng ta sẽ có bật cam cao này. Cho có một cái nữa. Unlock PL1, PL2. Đấy, và cái đấy thì nóng lắm. Với một con 12.000 thì các bạn không thể dùng tản stock nếu mà các bạn không, nếu bạn unlock PL1, PL2. Đúng rồi. Chạm độ ngay lập tức luôn. 90, 100 luôn. Dùng base bình thường là 80 độ nhá. Dùng cơ bản là 80 độ. Nên các bạn hãy cố gắng đầu tư một con tản tầm 3-400. Tại vì mức các bạn mua 3060 với 12400F mình nghĩ là nó khoảng tầm là chục triệu ấy. Nó tầm hơn chục triệu. Vâng, tầm đấy. Thì các bạn thêm 400 thôi, mua một con tản khí bình thường tầm 3 ống đồng. 4 ống đồng là 3, 4 đồng. Đẹp, là mát rượi luôn. Tuyệt vời luôn. Đấy. Nói chung là nâng cấp thì đấy sẽ suy tính về vấn đề này, về tản nhiệt này, về nguồn này, và cuối cùng là vỏ cây nếu mà bạn mua con to hơn nhá. Bạn cũng hỏi tư vấn thêm về kit RAM nữa. Thì thực ra thì bạn đang dùng DDR4 rẻ quá rồi, em thấy kit nào cũng giống như kit nào thôi mà. Thực ra thì RAM4 bạn đang, nếu bạn đang dùng 256 thì bạn nâng lên 3.2 cũng được. Vâng. Nhưng mà bây giờ thực ra nó hơi phí, các bạn phải bán kit cũ đi, là phải mua kit mới, nó cũng mới. Hơi tốn tiền. Nên mình nghĩ bạn nếu bạn đang dùng 256 vẫn giữ nguyên được. Còn nếu chẳng may bạn đang dùng 3.000, 3.200 thì càng tốt. Đúng rồi. Bạn chuyển nâng cấp lên là càng được hỗ trợ tốt hơn. Tại vì nhiều anh em là mua cái thời mà i3 đời 10 ấy là hay bị mua kit 2006, tại vì lúc đấy là con H610 hay H510, H440 có hỗ trợ lên RAM đâu. Thế nên là mà con CPU cũng hỗ trợ lên cơ. Thế nên là anh em toàn mua bị tư vấn là 2666 thôi. Xong đến bây giờ nâng lên 12 thì hơi thấy tiếc. Đấy. Mình có một cái video về bớt RAM cho CPU đời i3, thì các bạn mua được 3.000 các bạn sẽ lên B, hơn 2.600 khá nhiều. Nhưng 3.200 và 3.000 thì không chênh nhau mấy. Đúng rồi, 3.200 và 3.000 thì không chênh nhau nhiều. Ok, tiếp theo là bạn Hồng. Bạn Hồng, bạn ấy hỏi là đây là cái vấn đề này là cơ bản của một năm trước đây. Bạn hỏi về vị trí gắn khe SSD 12. Hôm trước anh em mình lắp cái bộ trưng bày góc kia là cũng CPU đời 10 với cả main đời 11 đấy. Main của đời 11 đấy. Thì câu trả lời của mình là bạn không gắn được đâu. Bởi vì con đấy chỉ dành riêng cho đời 11 thôi. Mà nó là chỉ có đời 11 hỗ trợ PCIe NVMe 4.0 nhá. Thế cho nên là mà kể cả bạn đang đời 10 bạn không gắn luôn. Đây, có một người đang ngồi dưới camera đây, là anh Mạnh Kiên chúng mình này. B560 với cả i3 đây. Nên là ngồi chật vật cả một tối, không biết là tại sao không lên. Hóa ra là tại vì là SSD không hỗ trợ. Đây là bạn phải gắn bằng khe dưới. Đúng rồi, phải gắn khe dưới nhá. Nói chung là các bạn dùng cái gì như lời khuyên của mình, tất cả hướng dẫn không phải phải chăm lo. Đúng rồi. Nó là hướng dẫn sử dụng và các bạn hãy đọc trước khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Đấy nhá, nhớ nhá, nó ghi đảm bảo, con nào cũng ghi luôn là khe 1 là chỉ cho đời 11, còn khe đời 10 không hỗ trợ, cho gì nó ghi như thế nhá. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, đấy là câu hỏi của mình, các bạn dành cho các bạn. Bạn là paracetamol, anh là paranoid. Paranoid 7.10.10. Hỏi về game ở chỗ LT9 eSports. LT9 eSports. Đấy, chúng mình được chơi Assassin's Creed Forza này. Assassin's Creed Forza. F1 là có, F1 có. Có Dirt, có GT7. GT7 chắc là không chơi nhiều lắm, tại vì nó cũng hơi... Hơi không thật rồi. Tựa cả bước xe nó nhẹ quá. Nó không có lực nặng như là trên Assassin's Creed Forza. F1. Ở đây có F1 và có Assassin's Creed Forza cho các bạn chạy. Và nếu bạn chạy rally thì ở đấy cũng có, nhưng mà mình nghĩ là nó không phù hợp lắm, tại vì không máy nào có phanh tay à. Đúng rồi, không phải nào họ cắm phanh tay cả, nên là hơi buồn cười.
Mình tại vì mình đang quen chơi với máy anh Đạt, phanh tay này, số này, sequence rổ lên xuống này, xong rồi các thứ kiểu đầy đủ, nhưng bên này lại có mỗi chân phanh với chân ga, xong rồi không có phanh tay, không có số, không có côn nữa, không có côn nữa, không được cài côn, không cài côn mà. Anh em nào mà chơi để đua, nếu mà đua rally nhiều ấy thì côn rất là quan trọng, mặc dù không sang số không còn côn, nhưng mà côn để anh em có lực khi em lên độ chẳng may mà em mất lực kéo em là anh em dư vát đi. Đấy. Và ở đấy thì họ tập trung, mình nói chuyện với anh Long ấy, thì anh ấy tập trung hơn vào những tự nhiên chạy trách như thế, như F1 hoặc là Assetto Corsa, Competizione ấy. Thì anh tập chạy trách tức là các bạn sẽ chạy đi chạy lại một cái map đến khoảng tầm vài nghìn lần, các bạn nắm được racing line là một, nắm điểm phanh, nắm nói chung chạy trách là kiểu chạy lại một rồi, cái để đi. Nắm được tốt nhất, tốt nhất. Tức là kiểu không sợ những thằng nào biết nghìn chiêu mà biết sợ những thằng biết một chiêu nhưng nghìn lần đấy. Đấy, kiểu như vậy đấy anh em ạ. Và mình cũng khuyên là nếu anh em mà chơi ở LTG Esports nhá, thì ngoài việc anh em đóng phí hàng năm, em cũng nên sắm một bộ ở nhà. Đúng tại rồi. Sao? Tại vì thiết phải setup anh em ở nhà anh em mới ngồi mò được. Không bị sao đấy, anh em ngồi chơi thì ra mùa hòa 1-2 tiếng một cái setup thì nó hơi buồn cười. Anh em ở nhà anh em setup và cảm giác như đấy là bộ của họ không phải bộ của mình. Không được 100% như của mình ấy. Ở nhà anh em setup, anh em chạy trên hình đấy, anh em chạy giao lưu. Đấy là cái hay nhất, em có hai chỗ. Đúng rồi. Đấy, một cái từ đoạn nhà mà giao lưu ở bên ngoài phải không? Đấy. Ok, tiếp theo là của bạn Nguyễn Hân. Lại câu hỏi nghìn năm đây rồi. Hai chiếc màn hình rất là chạy, trong rất chạy đúng rồi. Hacom chúng mình bán chạy lắm. Là chiếc Giga 24G24F với cả AOC 24G2. Đấy thì nó vẫn cơ bản thôi. G24 hôm nay thì em mới tìm được một lý do mới để mua con G24F, đó là nó có hub USB anh ạ. Cái đấy thì nhiều bạn không quan tâm lắm, nhưng mà thực sự dùng xong không dùng mới thấy thiếu. Nhưng mà không dùng mới thấy thiếu, cái quan trọng là anh em dùng rồi mới biết là ui mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều trên thế giới này đấy. Đúng. Đấy. Nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ được 24G2 sẽ có một tấm nền tốt hơn, đẹp hơn, RGB các kiểu, độ chuẩn màu cao hơn. Đấy, thế thôi. Nói chung là tấm nền G24G2 sẽ cho các bạn một tấm nền đẹp hơn. Đúng rồi. Nếu còn tôi tiện dụng thì G24F. Đúng rồi, G24F thì ok hơn và nó còn là 165Hz nữa. Thế nên là tùy vào lựa chọn các bạn thôi. Đúng rồi. Nhiều khi con nào rẻ hơn một con đấy. Đơn giản. Okay. Hoài Thương Nguyễn bảo là bạn mua sản phẩm thế hệ mới đóng hộp thì nó lại không giống như trên video chúng mình. Đúng rồi, của chúng mình là kiểu như là sản phẩm kiểu press rồi. Không, tức là họ sẽ thay đổi đóng hộp liên tục. Đúng rồi. Không, em nghĩ là họ cũng là một phần là kiểu giảm chi phí về gì nữa. Tất cả tức luôn trong cái thông số sản phẩm ấy nó có một cái là tức là chúng ta sẽ không thông báo về những thay đổi, ví dụ có những thay đổi bên trong. Trên thông số thì thường họ sẽ ghi những cái thứ như là ví dụ như là bao gồm cái gì thôi, nhưng họ không ghi thay đổi là hộp chúng tôi sẽ đổi màu hay cái gì đâu anh em ơi. Nên là cái điều này là cũng chấp nhận được thôi, không vấn đề gì cả. Nó chỉ là cái hộp thôi mà, nhiều khi anh em một phát đi bán cho đống nát luôn như thế. Nhiều anh em thế mà. Nhưng mà cũng nhiều anh em hay sưu tầm lại hộp để. Nhưng có một cái như này, nếu là ngày trước thế hệ đầu một, nhưng sau đó bây giờ đầu 1 GB, họ có một cái như này. Ví dụ ngày trước 1060 GB và đứng chung box của 1080, RAP 1.0, lên RAP 1.2, 1.3, bắt đầu là dùng chung box của 1050. Thế là không gắn được tảng này. Nên là thứ nhất là box 1080 nó rất là đều, là cái box là bé tí thôi. Vâng. Thế 1.0 thì họ dùng box của 1080 rất là dài. Vâng. Lại nối với box này kia. Nên là anh em nào mà nhìn vờ cao hơn thì nghĩ là ngon hơn, thực ra là GB ấy. Nếu mà ngày trước ấy, anh em mà mua cả cũ hoặc đầu 1 thì anh em nhìn cho mình vờ càng thấp càng ngon. Cứ vờ thấp là những cái vờ mà nó tốt nhất là nó họ bóp của bạn nó như hơn. kiểu là cái lúc đấy nó họ còn đang thừa mạch của con 1080 nên là họ chuyển xuống cho 1060 như kiểu thế. Đấy, còn lúc sau thì họ hết mạch của con 1080 rồi nên là họ dùng 1080. Với cả lúc đầu là mới ra bị áp lực quá nên là họ sẽ dùng bóp của những con cao hơn để đảm bảo là điện năng cho nó đủ. Đúng rồi, cho xịn. Nhưng mà về sau thì test ok, đóng một bóp 1080 thì tốt. Đóng. Chơi luôn. Nên là lúc đấy là bị là thì anh em sẽ ép chung. Vấn đề là nếu mà chưa ép chung ấy thì sẽ không sao cả. Nhưng bắt đầu mà vọc mạch hơn là kiểu diện thế khó chịu. Đảm bảo. Đúng rồi. Bạn thế anh à? Bạn Hoài. Không, bạn Hoài là lúc nãy rồi. Bạn anh thơ, bạn anh the. Anh the. Ừ, bạn đi. Hỏi về việc đợt 2 vừa Bluetooth. Ui, bạn không phải bạn hỏi là Windows 11 thì không bắt được Bluetooth, còn Windows 10 thì đã bắt được Bluetooth. Không, bắt Bluetooth nhưng không có âm thanh nhé, nhầm. Bắt Bluetooth không bắt được nhạc. Thế thì thật là em nghĩ là do driver cả thôi. Chứ nếu mà nó thực sự mà là hỏng đúng không? Thì tức là kể cả Windows 10 hay Windows 11 thì đều không nhận được. Không? Đấy. Hoặc là do cái phải không tôi thích Windows 11. Đúng rồi. Không thích Windows 11. Tôi đang mua cục Oracle 100.000 bạn ạ. Oracle. Thì bạn cứ đầu tiên là bạn cứ tìm giải pháp đầu tiên là bạn lên trên website của main của bạn nhá, hoặc là cái bất kỳ thiết bị gì bạn đang dùng và xem cái Windows
driver của Windows 11 xem là như thế nào và bạn tải cái đấy về và bạn dùng. Đấy, còn nếu mà tải rồi mà không được thì thôi, đổi máy. Bạn Minh Anh hỏi về AP1 tập cụ thể trong video của A380 Intel. Nhưng mà bây giờ không chỉ A380 của Intel có AP1, 4080, 4090 cũng có hết rồi mà nó còn dual encoder. Đấy. Tức là em thấy thì AP1 thì nó vẫn là một cái gì nó rất là mới anh nhỉ. Đúng không anh? Mới. Vẫn mới, nó vẫn chưa phổ biến. Theo như những cái gì mà em nghiên cứu ý, thì nó là một cái codec của tương lai. Tại vì ví dụ như là nếu mà anh muốn stream H264 trên YouTube ý, YouTube mà muốn stream H264 ý, là phải trả tiền cho thằng sản xuất H264. Đấy, còn AP1 là free, máy thích dùng thì dùng. Thế nhưng mà hiện tại thì các nền tảng cộng với cả các phần mềm hỗ trợ, ví dụ như hôm trước mà quay quay cái con A380 anh, mà em muốn thể hiện cái độ khác biệt giữa H264 với cả AP1 ấy, anh Việt Premiere Pro không edit được. Premiere Pro không edit được. Thế là đến lúc render ra hai cái nhìn giống hệt nhau. Tức là AP1 là công nghệ của tương lai. Vì thế hãy để tương lai dùng. Đúng rồi, hãy để tương lai dùng. Bây giờ chưa có nhá. Bây giờ thì chưa có và chưa hỗ trợ, chưa gọi chưa là hỗ trợ tốt. Chưa hỗ trợ tốt và còn chưa gọi thực sự tốt thì các bạn dùng luôn bây giờ đâu. Các bạn coi nó như là một cái gia vị các bạn thích thì các bạn cho vào, nhưng mà nó chả làm gì cả. Đấy. Gia vị nhân lọc. Đấy nhá, đấy là 17 câu hỏi trong ngày hôm nay. Chương trình thì cũng sẽ là phát chiếu gọi là phát sóng vào lúc 7:30. Tối thứ 7:30. 7:30. Tối thứ 7. Đấy nhá anh em nhá. Rồi, xin chào anh em. Anh em hẹn gặp lại. Quy A số thứ 19. Ok luôn.